Sáng nay, một sự kiện văn hóa lịch sử quan trọng đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, đó là lễ đón nhận bằng công nhận Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Diệu Quỳnh đưa tin từ hiện trường. Vâng, thưa quý vị, với việc được đón nhận bằng công nhận Mai Nhai Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương thì thành phố Đà Nẵng đã có vinh dự lần đầu tiên có một di sản được vinh danh ở tầm khu vực. Đây thực sự là một cú hích về sự phát triển văn hóa du lịch cho khu danh thắng Ngũ Hành Sơn nói riêng cũng như là thành phố Đà Nẵng nói chung. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ngũ Hành Sơn ẩn chứa bên trong nó một hệ thống ma nhai gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm khắc trên vách đá, hang động với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo của các vị vua quan triều Nguyễn, các cao tăng, trí thức và cả ngoại kiều, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Đây là những tư liệu quý giá được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm bởi những giá trị nhiều mặt về lịch sử, tôn giáo, địa lý, ngôn ngữ, nghệ thuật tạo hình và thể hiện cả sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Ma Nhai ở Ngũ Hành Sơn chính là di sản nằm trong lòng di sản và sự kiện đón nhận bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương là dịp để chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn, bảo tồn giá trị di sản vô giá này, đồng thời có kế hoạch khai thác một cách hợp lý để phát triển du lịch địa phương.